Lên nào. Lên. Cà thá. Ia cho son. À không, không, cà thá không phải xấu. À. Cà thá không phải xấu, bên kia là Ia cho son thì chúng ta đánh hai chém được. Hai chém được, không vấn đề gì đâu. Tiểu bàn tàu là cho son. Ia của BB. Quân này thì đương nhiên là quân của chúng ta dễ đánh hơn. Bên đội bạn thì có thể có bài xoay sang Yamato đánh cung Nga. Cầm. Rồi ok Tuấn Mèo, gửi lời chào của bạn Tuấn Mèo tới bạn Trinh Hủi. Đặt tên gì, tên đặt tên là Hủi này chết dở nhỉ. Thế Tuấn Mèo em bao giờ thì mới trở lại Hà Nội đấy? Để anh em có biết được. Đó, đây là Kata của game thủ lớp. Quy trận đấu này là người cầm Egypt. Có quả phụ rồi, và đây là hiệu đồng. À, ra thì lớp chưa dò ra đến chỗ đấy. Kinh lắm cơ. Kinh lắm cơ. Chưa gì đã sợ cu em ấy là ăn mất bãi quả. Bài xấu đấy, bài chưa gì đẹp đâu. Cả hai nhà chưa gì đẹp đâu. Vâng, thế là ở trường nó có dạy là nó có dạy ý là phải nói như thế nào để cho khán giả đỡ chửi không? Cô giáo có dạy như thế nào để cho khán giả nó yêu quý mình hơn không? Tốt nhất ý là cố gắng lên sớm lên. Anh em đang ngóng chờ. Bài là bài xấu đấy nhá. Tôi thấy là bài cả hai nhà đều xấu. Bên này gặp là thầu cho son. Bài nhiều khả năng sẽ là phải đánh chém đến từ em thủ cầm Egypt rồi. Nhưng quan trọng là chưa đủ đồ lên rồi. Căng rồi nha. Căng đấy. Quân thì đương nhiên chúng ta là dễ đánh hơn. Nhưng mà đồ ăn thì là chưa phải là tươi. Tôi lại cảm giác là con Hitty này nó còn à con Egypt còn dễ nghiệt hơn. Bao nhiêu bãi quả trận trước. Thế vẫn ăn à? Ồ. Ôi thế thì tím rồi. Vâng, trận trước thì chúng ta có Summer và trận trước chúng ta là Summer và Hitty. Nhưng mà trận đấy thì Cam Quýt bài quá khỏe. Trận trước bài khỏe bao nhiêu, trận này bài lại yếu bấy nhiêu. Trận trước thì 4-5 bãi quả phụ. Bài này không thể lên được đời luôn cho nó mát. Cả hai ông đều nghiệt cái gì. Chỗ đấy không còn gì đâu. Ôi thôi xong, còn yếu nó còn chạy về nhà của ông. Không thấu nữa thì thôi. Thôi nhường đi.
Vào bên kia trận trước là Sam và Roman. Ồ con voi này sao? Ôi đưa dân vào đây rồi sao mà lại không thấy được bãi quả này nhỉ? Mà thấy thì cũng chỉ ăn được hai cây thôi. Vẫn yếu. Và nói chung là trả lại trận trước rồi. Trả lại trận trước rồi. Bài của đội bạn thì quá nhiều đồ ăn luôn. Map này là map tít, không phải map khoai. Map này là map tít chứ không phải là map khoai. Nếu mà quýt ăn bãi quả kia và lớp nhường thì lớp thì lại đói. Nói chung mới là map tít rồi không phải map khoai. Map này là map tít chứ không phải map khoai. Đúng là tịt lòi ra nhìn cái bài của đội bạn thế kia thì đánh đấm cái gì.